Hello, em chào cô cụ nhá. Đây, bây giờ là tối là bây giờ là để em xem mấy giờ cụ nhá. Bây giờ là 21 giờ 46 phút là bắt đầu ủ thính C5 để ngày mai em đánh giải hồ câu đa dàn, ngày mai đánh 23 cần cụ nhá. Đánh giải ngày mai khá là to cụ ạ. Đấy, ốc hôm nay thì em tuyển được ốc là 8 đến 10 cân ốc. Ông vừa mò lên xong, ốc khá là đẹp luôn cụ ạ. Này. Ốc này. Đấy. Ốc cực đẹp luôn, ốc vừa mò xong cụ ạ. Đấy, hôm nay em ủ một thính C5 luôn. Để ngày mai em đánh ở hồ câu đa dàn. C5 thì ủ cho em là hai nắp thính dụ và hai nắp nhà nhớt trước. Cái này nó có mật ong. Cái thính dụ nó có mật ong nên nó có ga cũng nhá. Các cụ lưu ý là lắc nhẹ cho em thôi, không cần phải lắc mạnh đâu. Cái chai nhà nhớt thì các cụ lắc mạnh, còn chai thính dụ các cụ lắc nhẹ thôi, vì là nó có ga là nó có mật ong nên là nó lên men. Sáng mai em đánh hồ câu đa dàn ngụ. Mai đánh mấy hai mấy cần có cả tít rùa đấy, tít rùa hồ câu định công mấy mấy anh em dưới đấy lên nữa. Mai không biết có vào việc không, ngày hôm nay đánh 10 con ốc của ạ. Đấy, ủ sáng mai là bắt đầu em dập xay luôn, rồi em cho một nắp màu vàng ngụ nhá, xay luôn rồi em cho một nắp màu vàng. Đấy, công thức C5 nó chỉ như vậy thôi, ủ hai nắp thính dụ và hai nắp nhà nhớt, từ 5 đến 12 con ốc, công thức vẫn như vậy, không bớt và cũng không giảm. Mai rồi ra hồ mình dập cho em 1 đến 2 cân, cho em một nắp màu vàng, trộn cùng ốc xay ốc sống, ủ thêm 30 phút nó thảo. Đấy là công thức C5. Còn linh thì em vừa về được ít linh cụ nhá. Linh thì linh châu bò phục vụ các cụ luôn. Đấy, linh này linh flu carbon. Đấy. Linh flu carbon, linh xịn luôn. Xịn xò. Flu carbon ấy, em đang bán là linh số 10 là 420.000 một quận. Còn linh số 8 là 380.000 một quận. Linh số 7 380.000 một quận. Phao thì bên đang bán là đồng giá từ 2834 là 300.000 một quả, hai ngọn cụ nhá. Lưỡi thì các cụ đang đánh bên nhà em thì biết rồi. Đây lưỡi này cụ ơi. Đấy. Lưỡi nói chung là đánh uy tín á, các cụ uy tín đi. Rồi cụ vào xem kênh của em thì làm ơn, chúc em may mắn và cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để em ra những video đẹp nhất cụ xem nhá. Và em chào các cụ. Đấy, bây giờ là hơn 4 giờ sáng cụ nhé. Bây giờ là 4 giờ 16 phút. Bắt đầu bọn em ở nhà cất cánh. Em vừa mới dọc ốc cụ. Này, ốc em vừa mới dập được tầm độ xay được tầm hơn cân này. Máy xay mình mua thêm cái máy xay con này, chặt hết nước nhé, chặt bỏ hết nước, dập 1-2 cân rồi cho một nắp màu vàng này. Em vừa cho thêm một nắp màu vàng này, một nắp màu vàng mà ủ cùng ốc xay ốc sống từ đây lên hồ mà em bốc thăm xong cái thứ vị trí cái thứ ra cần là em đổ mồi ngủ nhé, ổ mồi từ nhà luôn. Đấy, bây giờ là hiện là bây giờ bọn em bắt đầu lên hồ chiến. Hôm nay em đánh cái con máy mới, con máy tích tích mới của không biết có vào việc không. Rồi, cụ vào xem kênh của em thì chúc em may mắn nhé. Để em ra video đẹp nhất cho cụ xem nhé. Hôm nay đánh giải hơn 20 cần, 23 cần. Muôn cần 4 triệu. Rồi, cụ vào xem kênh của em chúc em may mắn nhé. Bây giờ là em đến hồ cụ nhé. Đấy, hôm nay là tập trung các cao thủ, các phương đến đây. Đấy, các cao thủ. Đang ăn. Đâu ông ơi? Đâu? Không gà được. Hả? Đây đây anh. Em có mà. Mang xe một chú một chai không lạnh, một chai lạnh. Mang xe để uống thuốc. Uống thuốc, uống thuốc. Đây là bà chị của em nha. Các cụ ạ, đây là bà chị của em. Còn đây là ông anh của em. Ông anh là chủ hồ, còn bà chị là chủ tiền, chủ kẽ. Các cụ nhìn thấy cái đống gì đấy chưa? Thì em thấy em ham lắm. Thế là chuẩn bị đến giờ bốc thăm của ạ. Đây là anh Dũng. Đổ mồi dẫn mát tay, hình như đổ lần nào em cũng được giải của ạ. Hôm nay anh Dũng lại đổ em nhé. Rồi cụ vào xem kênh của em thì chúc em may mắn nhé. Để hôm nay có video đẹp nhất xem nhé. Vâng, chào. Giờ là đến giờ bốc thăm cụ nhé. Đây, hôm nay là có đội cả đội anh Khánh Chọc. Nên tít rùa lên cụ nhé. Nhưng ngày hôm nay thì mình câu là câu trạng cho Siêu Linh thoải mái. Nhưng mà tự câu thì tự dòng tự xúc hay là anh em cho hỗ trợ nhau. Cho hỗ trợ nhau thoải mái. Cho hỗ trợ nhau nha, vì sao ở trên này thì cầu cầu mẹ. Bạn điện anh Khánh anh to quá. Vị trí là không ai đi quá ở bên cạnh là được. Này à, chuẩn bị đến giờ bốc thăm rồi nhá. Đang úp sọt. Và giờ từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Và giờ thì anh em câu đá dàn. Xóm 4 Cú Vân Đại Từ Thái Nguyên. Bốn rưỡi buổi chiều. Đấy, hôm nay nó bắt em chấp của đấy. 1.500.000. Khôn thì nó xích cổng mùa hè đập chết nó cũng giờ bận.
cạch ngoài thì không còn, những cạch ngoài ăn hết cả 500 đến 1 triệu cạch ngoài ăn hết. Chơi hết. Húp hết. Tôi với anh đọc tên đi để bốc thăm vào việc. Đọc tên nhá. Bạn bốc luôn đi còn gì. Nào chuẩn bị. Đọc số ra nhá. Đọc nghe. Con số nào đây, là con số nào đây? Bỏ hôm đấy, bỏ hôm đấy. Đẻ rồi. Hôm cao này đi không em nhìn mẹ xuống chứ. Đúng rồi. Cho tay này nhìn ra sao được. Cho lên cao đi bạn. Xong đây. Bạn ơi, con số nào đây? 14 nhất luôn rồi gì nữa. 14 rồi đâu? Đầu bên nào đây. Nào Tùng chuẩn bị. 23 anh ơi. 23 ở đâu anh? Đây. Cuối kìa. Đây, cuối cùng. Đâu? Trong này. Trong này câu đi à? Đây á? Con số 23 ở đây á? Số 23 tít dưới rồi cụ nha. Mà chơi em. Bây giờ là 6 giờ 47 phút cụ nhá. Em vừa đổ mồi xong. Bắt đầu chắc là phải 7 rưỡi thì bắt đầu thổi còi, bắt đầu cho bắt đầu trận đấu cho cụ nhá. Đấy bây giờ em hôm nay ngồi ô 23. Không vào đâu cả. Đấy. Ngồi ô cuối cùng này, không biết có vào việc không cụ. Bên này thì bố cứ tòm cả vào ô đấy. Này các cụ này. Các cụ ở bên này đánh tới tối qua. Bố ở đây, bố em đây, mà cứ bố chung này. Thì không biết là có vào việc không cụ. Rồi cụ vào cứ chúc bọn em may mắn đi. Để hôm nay em được cái giải lại về làm mini game cho cụ nhé. Và em chào cụ. Nhầm. Chào của anh mình hôm nay sáng nào địt mẹ ngồi ngay gần rồi. Tâm địt mẹ mày ôi mày... cái điện thoại em vẫn đánh được đấy, nhưng mà con em mày giả điện thoại ta đi điền em dí nó phát một tát chuyện đẹp thế em ấn nó phát cũng tắm đầu rồi đấy thôi gọi về đi. Đi hết sạch luôn. Dạ ấn máy cái đi, ngồi thế là đấy. Đi lại cho nước nó khô đi, cái gì ngồi chịt như thế. Tuần sau này em làm ngày rồi, đêm anh được. Thứ bảy tuần sau hay thứ bảy tuần này là anh? Bao nhiêu cần? Đấy. 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 Đấy
có cái anh ngồi bên cạnh kia có cá rồi sao đúng không? Mẹ ăn vãi luôn. Đi 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 đi. Đừng có mà chửi bậy. Vãi. Mẹ liều mày. Cũng đẹp thế à? Bịt mẹ nó mất hút. Cụ này. Dẹp ra này. Lần cái máy kia. Ôi giời. Đánh kiểu đeo gì này. Lên vẩy à? Lên vẩy đi mẹ. Vay lộn. Ăn vẩy cô ạ. Cho con lợn câu ngu đến như con bỏ. Ăn vẩy cô ạ. Dạ tiếc. Mẹ, mẹ con lợn. Hay mấy. Cho ông đi câu kiểu này. Cô cứ bắt sẵn để đây nếu mà lấy thì cho gọi nhá. Nhà con đi ăn cắp. Chặt ra thế hai mắt mà. Nhìn hàm cái gì. Được bao tiền. Bọc người ta đặt câu bọc đi. Mẹ quả bữa ấy 60 triệu ấy. Con này 60 triệu à? Còn hơn ấy. Có cạch ngoài nhiều không? Cạch ngoài củ rưỡi. Củ rưỡi thôi. Bao cần? 2-3 mạng. 2-3 mạng có cạch ngoài. Khi địch nhà nó vào. Bỏ đông thế, bỏ chia đôi ra mẹ nó. Này đang dẫn đầu à? Nó tìm ra vậy. Để thêm được hai con. Hả? Để nó chìm không? Mày ăn kéo như thế, mình tưởng luyện quay máy. Đi! Chậm rồi. Nhẹ như thế. Nhẹ thế bố tôi đánh được. Địt mẹ lên dẹp hơn quả nãy tao. Địt mẹ loại ngu mày. Còn mày đi. Về cho bọn tôi vô phi. 30 triệu, 3 triệu mua tay quay. 3 triệu mẹ về cho bọn câu vô phi ao. Nhiều ao quá, nhiều vô phi quá. Chứ cần thì cá tải khoảng bao nhiêu cân ấy? Vô vàng luôn. Đấy, mấy chục cân rồi. Cân nhỏ nhỏ ăn nhỉ. Yeah, bảo bỏ nó đi. Muộn quá. Địt nó nhìn xuống như thế. Anh đào bên kia mà em không thấy bảo Dương Anh đâu đấy. Đừng hỏi em ạ. Không có gì. Là phát chim mỉm luôn. Mất hút luôn này. Đấy, cá giờ lanh quanh đấy. Anh Luân ngồi ôm đi để em ăn cơm. Thế nổ máng mà xúc. Thế biển Toàn ơi, mày mang một suất đây thì... Thì đi giả sau nữa anh ơi. Mày dọn cho nó mâm ở trong lá đấy. Thế cái nước thịt đâu? Xuất đấy. Báo cáo. Bỏ đấy. Báo được. Trượt rồi. Giời ạ. Mẹ ơi. Anh đánh kiểu gì không biết được. Phải luôn này. Bậy ghê. Mẹ rồi. Đùa hai phát luôn. Đi liền rồi. Xuống đi. Làm cái chìm tím. Cái đùa này đánh cái đéo nào. Tìm gì mà. Tiếng vù đấy, lấy đâu tìm cá. Đã bảo rồi mẹ. Cái làng Tân Khánh bao nhiêu thằng ngu thì thằng này nhận ngu hết. Giật đến ngay bịch cá, được cá, giật vù đấy, rồi được cá, có được. Đéo ăn. Tao cắn mũi đầu làm. Ghét nuôi rồi. Thôi,
anh giật cái kiểu đấy á, địt mẹ lấy được giải cái hồ này. Em địt bò 8 phát. Đây, không được luôn. Vãi. Xuống kéo như thế không được luôn. Mút từ 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 mặc luôn. Mấy phát chưa thì kéo dính phải dính, không thể thoát được này. Đi. Không, cái này không lên được vậy. À, đi còn lộn mẹ. Bảo ngay. Ồ, ao đang quấn nhá. Vâng, chào cụ nhá. Đấy, bây giờ là bọn em hết giờ đánh giải hồ câu đá giàn rồi. Hôm nay cực kỳ là đen luôn. Thứ nhất là sáng này có mấy anh em ngồi bên bờ này, em bốc vào ngồi chỗ này, anh em cứ phi vào ổ nên là đánh động không vào việc. Đến lúc anh em về rồi ổ mình vào cá thì đánh toàn bong mới mất. Hôm nay thật sự là một buổi đánh giải thật sự là quá đen luôn. Ổ mình không phải là không có cá. Hôm nay cho video lên cho cụ xem. Đánh hôm nay em đánh bong một con, còn nó giật thì mấy phát không chạm, giật nhiều luôn. Hôm nay ổ mình khả năng là vào việc cao, nhưng cuối cùng là đánh chỗ này không vào việc. Ngày sáng có mấy anh em ngồi bên này đấy, đánh bên này cứ phi vào ổ mình, động quá nên là không làm gì được đấy. Hôm nay là em đen cực kỳ luôn, nhưng mà thôi, nó phải có nọ có kia. Hôm nay bốc ổ cuối cùng đánh chỗ này không vào việc đấy, hôm nay bốc ổ 23 cuối cùng. Nay nhất là cụ đại được 2 con, còn ông là hồ là lên bên này chậm cực kỳ luôn. Rồi cụ vào xem kênh của em đi. Chúc em may mắn nhé. Để em có những video đẹp nhất cho cụ xem. Rồi chào cụ ạ.